cầu quan âm phù hộ độ cho má đẹp con về đây được, mấy chú giúp đỡ con về đây tội nghiệp quá. Con tôi thầy mình không có tiền nhưng mà con cũng có cha có mẹ, mình làm được mồ hôi nước mắt, còn mình nhờ những qua đây nè. Má. Nói là con tôi bảo quan tâm phù hộ độ cho má đẹp con về đây được, mấy chú giúp đỡ con về đây tội nghiệp quá. Con tôi mấy năm rồi? 3 năm mấy rồi đó. Cái là người ta đi làm chi không biết nữa, ta tiền nhiều lắm nó đi nó đừng nó nuôi mẹ, nó nói má ở nhà chờ con đi luôn, vì nó lấy hết trơn quần áo tiền bạc mà lô lấy hết, không có tiền đâu mà lãnh, ta qua nó lãnh quá chừng luôn, nó không có tiền lãnh để cho con ra bển luôn đó cậu. Ngày nào cũng gian giá gian trai niệm Phật hoài luôn cho con nó về được. Mở miệng cái đi. Tôi nghiệp con trai út tôi mà. Rồi anh đi con ngồi xuống đi. Con ơi bây giờ anh sẽ đưa vé cho các anh này 8:15 về. Đi bây giờ chị em giờ gặp giá nè. 11 người về hết rồi. Đây anh Kiên nè. Kiên có bảo không? Kiên bảo cái tiền mua vé về á là chú nhiều bên Mỹ bỏ ra những đồng tiền 18 triệu một người, bỏ ra mười giúp cho anh em 11 người, còn mấy thầy đây là bỏ những cái tấm lòng chịu nắng mưa đi kiếm những gia đình làm những giấy tờ để góp sức cộng đồng mạng để giúp đỡ cho những anh em về, thì con được cứu về con rất là vui, con điện được cho má, con có nói là con không dám nhờ những anh con bụi giúp, tại vì mình không có tiền nhưng mà con cũng có cha có mẹ, mình làm được mồ hôi nước mắt, còn mình nhờ những cuộc sống của mấy thầy cứu về cũng được mà con không dám. Thì má cũng nói bây giờ má không có tiền để cho con về ăn phô trời đất, thì cái đó là cái tự nhiên thôi, còn cái này là của thầy, mấy thầy cũng là những người tốt, rồi thầy ông bội tặng cho anh em 1 người 1 triệu, thì con có mua 5 tỷ số còn là 900 nghìn, 950, con cũng bất hiếu mà đồ có mua bển con về được rồi đỡ rồi con mà đổ về còn, được rồi đỡ. Còn con có mua 5 tờ thì đó giờ con mới chơi số, thì cái 5 tờ này á thì những hoạt sống những tấm lòng cũng là mấy thầy rồi mà cũng có những cái nắng mưa rồi đi kiếm giúp gia đình những anh em rất là cực, con là em rất là hiểu, rất là cảm ơn. Thì cái đồng tiền này là cũng là những lòng hảo tâm thôi, những tờ giấy số này nó không có đáng nghĩa nữa, là trời đất gọi là trời đất thương cũng cứu đưa lại những Phật sống Phật sống để cứu giúp những anh em về, thì con em không có gì hết, em có những mấy tờ giấy số để gọi là trời đất Phật tổ hoặc là âm trời đất biển cả chúng sanh, rồi em cũng bỏ những cái đồng tiền ra cũng là cũng tấm lòng giúp để mong ước cho mấy thầy có những
cái đồng tiền chúng đó là cũng là gọi là em cũng không hiểu, không có ăn học, nhưng mà có, nếu mà có chúng thì mấy anh mấy thầy mấy cô mấy Phật chúng thì cũng là giúp giúp những cái hoàn cảnh khó hơn em, hoạn nạn hơn em, bị quyền bị tật thiếu dài thiếu giới thiếu dép thiếu những gia đình mất những may mắn. Em thì nó cũng không giàu không nghèo, cũng có cha có mẹ, nhưng mà cái số em thì sanh ra cái kiếp này em không được ăn học, đến nơi đến chỗ thì cái đồng tiền ai cũng muốn kiếm lại để nuôi cha mẹ hết. Thì em cũng có mấy cái lời này thôi em gửi tặng ba thầy mấy tờ giấy số, cũng là mồ hôi nước mắt chịu mua chịu nắng để kiếm giùm gia đình con, rất là cảm ơn mấy thầy. Anh đại, anh đại diện cho em Phong ha, nhận lại thay cho mặt cho em Phong cũng như là tất cả các mạnh thường quân, anh Nhiêu rồi chị Quỳnh cũng như là sư cô ở Đà Lạt nhận cái tấm lòng của em. Và anh mong rằng thời gian sắp tới ở Việt Nam thì em sẽ cố gắng kiếm một cái nghề gì đó để làm ổn định hơn, để gắn bó bên mẹ mình. Thì không biết là thời gian tới thì em sẽ làm cái công việc gì ngay tại Việt Nam. Em cái lúc mà anh Phong mạnh điện ảnh cho những cái anh mà anh về trời mà ảnh đang nằm bệnh viện đó, là anh có nói với em gì nè, nói Hùng ơi đi qua đây rồi anh kêu Phong Bụi giúp em về. Em nói thôi, em nói thì em có những cái điều mà em nói ra mấy anh không tin luôn á, đó là sự thật đó. Em thấy những biển cả cá nó giống như người em, anh nè thầy à, nhìn nhất là tội. Em thấy mà em đưa mà em hạ xuống luôn, em không sợ bị quýnh, y chang những người gì đó. Em thấy những người tu, nhưng mà anh tin không, có đợt mà em đi đó là bắt ba cặp là sáu chiếc ghe đó, là vô bờ tàm nói hẳn đất nước hay sao, không ai để ép mình hết, cũng là chính quyền cũng nắm đi đất nước mình thương người cho ăn cho uống chứ không ai đánh đập. Tại vì mỗi đảo mỗi khác, giống như anh Bụi anh kêu à, hỏi với do sao Hùng bị bắt ở ăn sao, nhưng mà những em không có tiền, cái điện thoại này em có là những anh em đi về trước thương em hoàn cảnh, là biết em không tiền thiệt, không có 1.000, nhiều cái em thì phải đi lụm một cái điếu hút tiền mà em hút, nhưng mà mỗi đêm mới nhớ má lắm, em không biết nghĩ làm sao. Thôi bây giờ má nói gì mà chịu, có số ai cũng có số hết rồi, em cũng muốn như vậy, bây giờ thì em được ngày hôm nay em mới hiểu, em biết em nói sao em rất là vui, rất là đó là rồi là mình hiểu biết ra đó là Phật sống thiệt. Không đi biển nữa thì ở Việt Nam em định làm gì? Nhỏ giờ em không có đi biển, em suy nghĩ là mới về lần ta chưa đó giờ em không có đi, giúp em về đó là biết ơn. Rồi em tính xin mấy thầy cho em vô những cái cơm chay, em tự nguyện làm việc không nghĩ là những đồng tiền, đây là có má em. Em cũng nói hẳn con cũng lớn rồi, má cũng cho con những cái lựa chọn để cái cuộc sống xã hội mình, ai cũng có những cái trường mình nó tương lai đi hết, nhưng mà con với má thì má rất là hiểu con, thì con cũng có nói hẳn có má này có mấy thầy ở đây có những cộng đồng mạng, thì em con cũng nói hẳn với má là cho con được vô những nhà cơm chay làm việc thiện, không nhận những đồng lương, con chấp nhận là tại vì em có nghe như vậy nè mấy thầy mấy cô mấy thầy đây có nói những anh em nếu mà về được cố gắng đừng đi biển nữa. Một cái quan trọng, hai là những anh em về phải trả 1 triệu một tháng, nhưng mà mình mới hiểu tại sao những tấm lòng tốt, những trái tim không bao giờ người ta muốn lấy tiền lại, nhưng mà những các thầy các cô đó là muốn cho mình không đi nữa. Cái đồng tiền nó không quan trọng, cái tấm lòng đó là Phật sống thiệt, đó là chờ đất. Ai cũng vậy, em hiểu những các thầy đi ra ngoài đường là chịu nắng chịu mưa, em coi các thầy rất là nhiều đi qua những Campuchia cứu những anh em về, có những người đã giữ cổng có súng em coi mà em nước mắt em tuôn trào,
em hiểu được mấy thầy rất là cực cực, chưa tính mà bên bản mà nó nóng lên một cái là xảy ra vấn đề gì. Mấy thầy làm tấm lòng trái tim thiệt, mấy thầy bỏ những mồ hôi nước mắt, mấy thầy cũng nói một câu là nhờ trời đất thương để cứu giúp anh em lãnh những số tiền cho anh em bên Campuchia về, cuối cùng cũng giải cứu đóng tiền về. Em coi em rất là anh biết em nói sao, đó là em hiểu ra là đó là những người bỏ ra những cái tánh mạng mình luôn, không sợ. Em có coi một khúc là thầy không bội với mấy thầy á là xong tớ luôn, rồi có thầy gì kéo thầy không bội ra là mình cầm tiền, nhưng mà bên kia nó liều lắm. Nhưng mà cái ý em nghĩ em nói là mấy thầy rất là có nhiều cái tấm lòng, rất là bất sống, là cái kiếp trước của mấy thầy mình tôi là cái kiếp này mình phải cũng nắng ngô, nhưng mà được chờ đắp sau này những có những lịch sử nằm trong cũ có mấy thầy, đó là thiệt tình. Sau này mấy thầy biết, còn em mở lên cho mấy thầy coi những cái này nè. Bây giờ mời cô tâm sự cũng như là nói lời đến tất cả các mạnh thường quân thay con ha. Dạ. Dạ, tôi là má của Ngọc Hoàng. Dạ. Là coi như là cái ngày nó đi đánh cá là cái ngày tôi đi kiếm việc làm cho nó. Dạ. Tại vì con tôi nó ngộ lắm, nó rất là hiền mà nó rất nghe lời cha mẹ. Dạ. Tôi kêu nó làm gì làm đấy. Dạ. Tôi biết hồi đó nó còn nhỏ thì bán đi số. Nó còn nói anh đâu chứ má đừng đi đâu để con nuôi má 8-9 tuổi à. Dạ. Bữa đó tôi dắt nó đi ra đây tôi tìm việc làm, tôi sợ tụ tập nó hư á cậu. Dạ. Thành ra tôi sợ tôi mới ra ra tôi hỏi người ta nói bao ăn bao ở 6 triệu. Dạ. Cột á, cột lợi xe tải lên cái mình đưa ba cái thùng hót vô tiếng đó cậu. Dạ. Là nó chịu rồi, không biết làm sao đó. Nó đi ra đi trước, nó chờ tôi dắt qua cái cơ sở đó thì nó bị ai kêu nó không biết. Nó nói vậy nè, má còn đi đánh cá nha. Dạ. Đánh cá tiền nhiều lắm. Dạ. Bây giờ mình nghèo quá, mình ở nhà mướn, má thì mình già lớn tuổi, còn mình con anh chị nghèo quá, đi lấy chồng với vợ hết rồi. Dạ. Thì bây giờ má ráng chờ con đi, con đi 1 chuyến 2 chuyến về có tiền, có tiền rồi má yên tâm đi. Trời ơi nó chết rồi bóng ơi, con đi vậy rồi sao? Nó không sao, không sao, ai nhà đâu. 8 giờ tối á, nó lên ghe nó có điện về là trước giờ nó đi á, ba lô quần áo tiền bạc cái gì cũng biết rồi, điện thoại rồi tùm lum hết rồi, người ta kêu gỡ người ta hết đi. Dạ. Lên ghe mình không vậy. Dạ. Cái nó điện thoại giờ cuối cùng nói má ơi 8 giờ rồi con lên ghe, ghe chạy tàu chạy đó má, con ở An Giang á đánh. Dạ. Cá đi bắt cá ở An Giang á, tôi nói vậy hả con ráng nha. Thôi ờ được rồi, trời ơi cậu ơi, 3 tháng trong 6 tháng trong 1 năm trong mà tới mỏi mòn con mắt luôn, bây giờ không biết phải làm sao mà bệnh covid cho cậu ơi. Tôi nói đi bung, tôi nói không biết ốc nó bệnh sao bên đây sao. Cái tôi họ nói giờ tôi ăn chay tháng 10 ngày chứ tôi cũng có ăn chay trường. Yeah. Từ ngày ba nó chết giờ tôi ăn chay trường. Yeah. Tôi ăn chay trường tôi niệm Phật cho tôi tin mà đi gian gái với cái thằng này với anh chị nó được bình an. Yeah. Gái tôi có đứa con cần diễn một thầy đạo bà quan cái thằng người tán thương con là phụ độ cho con nếu nó còn sống độ cho nó có nguyên nhân giúp đỡ cho nó sống nó mạnh giỏi, nó còn có ngày đi về Việt Nam kiếm con đó. Ngày nào tôi lại 108 lại mà tôi nguyện chú đại bi 108 chú. Chú biết hả, mà ăn chay trường ở nhà tôi không có làm gì hết trơn, tôi cầu nguyện viết mà tự nhiên bữa đó có thằng cậu là lò hỏi thăm. Nói à, Nguyễn Ngọc Hùng. Tôi nói trời ơi tôi mừng quá trời quá đất luôn, tôi nói chú tìm đúng rồi, tôi là má của Nguyễn Ngọc Hùng nè. Nói vậy hả cô, trời ơi thấy cô thấy thương quá, cái lợ cái thấy tôi ở nhà trọ cái mới quay viên ra hỏi tôi thì tôi cũng nói vậy, tôi nói tưởng đâu nó chết rồi, ở nhà đâu Quan Âm linh quá, bà linh quá, bà cho về rồi là thương mà giúp đỡ cho mẹ con đoàn tụ. Con cũng chia sẻ với cô là cái việc mà kiếm được cô á là một cái hành trình mất nửa tháng.
mọi người mà tại vì Hùng chỉ biết là một cái chỗ đâu đó ở vùng Xây, quận 5 thôi. Đó là anh hai, anh hai ruột. Thôi thì bây giờ như thế này, nó đâu có biết địa chỉ, nó chỉ tùm lum. Vì cũng gần đến giờ cho một vài anh nữa ra bến xe, ra nhà xe rồi. Cho nên là sẽ dành cái không gian cho hai mẹ con tâm sự tại nhà. Con với đi, cảm ơn đi, cảm ơn cô chú đi, hai nhà hảo tâm, hảo tâm từ thiện. Cảm ơn đi giúp đỡ cho cô tôi về Việt Nam. Tôi rất là biết cảm ơn nhiều lắm, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho tôi biết tên Phong, cái tôi cầu nguyện tên Phong. Rồi. Chúc hai mẹ con tối nay đoàn tụ nhiều tâm sự hơn và nhiều niềm vui hơn nha. Dạ. Rồi cái gì tụi con sẽ thăm lại hai mẹ con sau. Dạ. Nha. Thôi một lần nữa thì Bùi Hồ và em Phong Bụi cũng như là em Đạt cũng như thay mặt cho tất cả các bạn, các anh ở đây cũng như các chú xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, chị Quỳnh và sư nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt, một lời cảm ơn chân tình tha thiết đã đưa được các anh các cô chú ở đây để về đoàn tụ bên gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha.